Hello, Nhi xin chào cả nhà. Hôm nay Nhi lại gặp cả nhà nữa rồi. Và hôm nay Nhi sẽ giới thiệu cho cả nhà mình xem thêm một mẫu đầm rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Đây là mẫu đầm phía sau của Nhi đây. Đây là mẫu đầm màu đen, có nẹp, có nút, có túi, có cổ. Và bên cái phần eo này Nhi có may vuốt thun nha cả nhà. Đó, Nhi may vuốt thun. Và dưới lai đây thì Nhi có may hai lớp nha cả nhà, do Nhi may cái dải này là dải von á, cho nên trong đây là Nhi có may thêm một lớp dải nữa nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ giới thiệu cho cả nhà mình chi tiết về cái chiếc áo đầm này nha cả nhà, để cả nhà mình tham khảo, để cả nhà mình có muốn chuẩn bị và may cho mình một cái mẫu đầm để cả nhà mình đi chơi, đi tiệc hay là đi dạ hội hay là đi shopping thì cả nhà mình tìm hiểu nha. Bây giờ Nhi sẽ mời cả nhà xem cái chiếc áo đầm này. Thì chiếc áo đầm này thì nó cũng đơn giản lắm cả nhà ơi. Cái do chất liệu vải này là vải von, vải mỏng cho nên là may nó cũng hơi bị không được đẹp lắm, nó hơi nhăn nhăn nhưng mà mình mặc vô người gần rất là đẹp, nó không đến nổi luôn nha cả nhà. Đây, bây giờ Nhi không nói nhiều nữa, bây giờ Nhi sẽ giới thiệu về phần chiếc áo đầm này. Thì cái áo đầm này thì Nhi may đây là cái nẹp đôi nha cả nhà. Đây, đây là Nhi, ôi dễ đen không thấy rõ. Nói chung là đẹp đôi. Đó, nẹp đôi, nẹp ba phân nha cả nhà. Đó, nẹp ba phân đây là có lá cổ và cái lá cổ nha cả nhà ơi. Đây là cái phần lá cổ. Thì kế tiếp đây là bên đây là cái nách. Thì cái nách thì Nhi dắt sổ bình thường và Nhi ốp vô Nhi may 5 ly. Còn ở đây là có cái túi nha cả nhà. Phía trước này có cái túi, hai bên có túi hết. Đó, hai bên có túi hết nha cả nhà. Đó, đây là có túi. Thì miệng túi thì Nhi may 1 xăng rưỡi. Nhi dắt sổ phía trong, Nhi may 1 xăng rưỡi. Còn đây là cái nẹp nha cả nhà ơi. Đó, đây là cái nẹp. Cái nẹp thì Nhi có đơm nút nha cả nhà ơi. Đó, Nhi có đơm nút. Đó, Nhi đơm 4 cái nút nha. Nhi kéo dài 4 cái nút. Và dưới đây là Nhi có may thun. May thun phía trong thì nó sẽ giống là cái eo của mình. Đó, nó sẽ giống là cái eo của mình. Còn phía xa, phía dưới cái lai thì cái lai này thì Nhi may cuốn nha. Đó, Nhi dắt sổ xong Nhi may ụp vô, Nhi may 5 ly nha cả nhà. Nhi may 5 ly. Đó. Còn ở trong phía trong đây thì Nhi may thêm một lớp vải nữa cả nhà ơi. Đó, ở trong đây tại vì do Nhi vải mỏng Nhi may thêm một lớp vải nữa nha. Thì lớp vải phía trong đây cái lai Nhi cũng may 5 ly luôn. Còn cái này là phía sau. Đây là phía sau. Phía sau thì dạng dạng áo sơ mi thì phía sau Nhi có may cái đô. Thì từ trên cái cổ này xuống đây Nhi may ở đây là cái đô là 12 xăng. Nhi cắt cái đô nha cả nhà ơi. Đây, đó, có cái đô đó. Thì từ trên cái cổ này Nhi xuống đây là Nhi cắt cái đô 12 xăng. Đó. Dưới đây thì Nhi cũng có may vúng luôn, may vúng thun từ trước qua thằng sau thì may vúng hết. Còn phía sau là cũng vậy. Ở dưới đây là Nhi cắt cái tùng, dưới đây là Nhi cắt cái lai, dưới đây thì lai dẻ xéo nha cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy cái lai không? Đó, lai dẻ xéo nó rất là xè luôn nha. Nó rất là xè rộng ra luôn. Đó là da dẻ xéo. Thì cái áo đầm này nó cũng đơn giản nhưng mà Nhi nghĩ rằng là Nhi mới may xong thì Nhi chưa có mặc thử. Bây giờ Nhi sẽ mặc thử cho cả nhà mình xem cái chiếc áo đầm này nó như thế nào nha cả nhà. Tại vì á, Nhi đi ra, Nhi đi ngoài đường hoặc là Nhi đi học á, Nhi thấy có những chị mặc áo đầm có túi vậy nè. Có hai bên cái túi, hai bên này nhìn thấy hay quá à. Thì bây giờ Nhi sẽ về Nhi may thử, Nhi nghiên cứu và Nhi sáng tạo ra thử coi là đây là mình may cái cổ, lá, cái cổ có cái lá thôi. Đó, không phải không có chân sơ mi nhưng mà dạng giống như cổ sơ mi thì có thêm hai cái túi nữa, và về mặc coi cái áo đầm này cái form nó đẹp như thế nào. Đây nè cả nhà ơi, bây giờ Nhi đã mặc vô rồi đây cả nhà. Đó, Nhi cả nhà mình xem cái mẫu đầm này cả nhà ơi, trời ơi, rất là dễ thương luôn. Ôi dễ thương lắm cả nhà ơi nè. Đó, cái này là Nhi may cái áo đầm này là trên đầu gối nha cả nhà, trên đầu gối 8 phân nha. Đó, 8 phân, trời ơi, đẹp quá cả nhà ơi, quá trời đẹp luôn, quá là xinh luôn. Đây Nhi test sao cho cả mình xem tổng quan nha. Đó, thấy không cả nhà? Ồ ôi, Nhi phối giày đen mà giày đen nha cả nhà. Ôi nhìn quá trời đẹp luôn. Đó, Nhi test cả nhà mình xem nha. Ôi đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, đây cái phần đây là cái phần lai váy nha cả nhà, lai đào lai cái căn áo đầm nè. Đó, cả nhà thấy trên đầu gối không? Đó, trên đầu gối đây là phía sau nè cả nhà ơi. Đó, Nhi phối giày đen nha cả nhà, giày đen giày dây. Ôi áo đầm màu đen mà phối dài màu đen nữa ha, mà giày dây nữa. Cả nhà nhìn đi, cái màu đen á, nó phối vô trong cái da của mình, nó tôn cái da mình lên, cái da mình nó rất là sáng luôn á cả nhà. Nó trắng đẹp quá cả nhà ơi.
Đó. Cái này là Nhi may, dưới đây là Nhi có may cái cổng thun ở trong ngay cả nhà. Đó. Có may cổng thun ở trong. Ở dưới đây là Nhi may cái chân quấy, dưới đây là quấy dễ xéo nha. Đó. Ở trên đây thì Nhi may bình thường. Đó. Đây Nhi có hai cái túi, cái may hai cái túi. Nhìn đẹp quá cả nhà ơi. Nhìn cái áo này, cả nhà mà có một cái khuyết điểm mà cả nhà mà có khuyết điểm mà có đầy bụng á thì cả nhà may cái kiểu này nè. Trời ơi, không thấy đầy bụng luôn, bảo đảm cả nhà luôn. Không thấy một miếng đầy bụng luôn. Đó. Thấy không cả nhà, nhìn đẹp ghê luôn á, như tới cả nhà xem nè. Đó. Thấy cái lai váy không? Và ngay phần eo mình nè, cả nhà nhìn đứng nghiêng nha, đứng nghiêng cả nhà mình nhìn nè. Không thấy cái bụng luôn á cả nhà. Đó. Em giờ Nhi sẽ quay nhẹ cái căn nhà mình xem là cái chân váy, cái lây váy nó rất rất là đẹp luôn, dễ xéo cả nhà, dễ xéo rất là đẹp luôn đó. Quay nhẹ cả nhà xem chân váy nè. À, thấy không cả nhà, rất là dễ thương luôn á cả nhà ơi, đẹp quá đẹp quá. Nhi xa xa cả nhà mình xem nha. Đó. Thấy không cả nhà, trời ơi thích quá cả nhà ơi. Cái kiểu áo đầm này rất là năng động luôn, cái này thích hợp đi biển nè, đi tả bộ, đi 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 dạo nè, đi shopping nè. Trời ơi tuyệt vời, đẹp lắm cả nhà. À, giờ Nhi tới xíu cả nhà mình xem nha. Ủa đẹp quá cả nhà ơi, cả nhà ơi, cả nhà ơi, đẹp quá cả nhà ơi, Nhi thích quá trời luôn. Cả nhà mình nên tham khảo và vô cái trang của Nhi là Enter Nhi cả nhà. Thì vô trong đó thì Nhi có post lên nhiều nhiều mẫu áo đầm rất là đẹp, rất là dễ thương. Thì khi mà các bạn mà có muốn tham khảo mà tìm được cho lựa chọn cho mình một cái mẫu đầm mà để cho mình may, để mình chuẩn bị đi chơi, hay là mình chuẩn bị cho mình một cái lễ hội gì đó mà mình có một cái chiếc áo đầm cho đẹp để mình đi á, thì nên vô trang của Nhi. Nhi sẽ giới thiệu cho cả nhà nhiều mẫu rất là dễ thương luôn đó, thấy không cả nhà. Cái kiểu này là sẽ che hết những khuyết điểm của mình đó. Mà Nhi thì Nhi rất là chuộng cái màu đen, màu đen nó không có kén, màu đen nó phối dày, màu đen mà lại mình mặc vô nó tôn cái, vừa nó tôn cái dáng mình thon mà lại che được khuyết điểm cái nhà ơi. Đó cái nhà đẹp lắm á nhà ơi. Là Nhi có may to bản là 3 xăng. Còn ở đây là miệng túi là Nhi may 1,5 phân nha. Hai bên đây là đều có hai cái túi hết nha cả nhà. Đó, có hai cái túi hết. Thì đây cái nách thì Nhi may đơn giản thôi, cái nách thì giặt sổ xong Nhi ốp vô Nhi may 5 ly. Còn ở đây là cái lá cổ giống như cổ sơ mi nhưng mà như cái lá không nha cả nhà, Nhi không có may cái chân nha. Không có may cái chân. Đó. Đơn giản thôi cả nhà, không có gì để gườm gà. Như vậy thôi mà nó mặc vô rất là đẹp luôn cả nhà. Ở dưới đây thì mình may bình thường nha. Đây bình thường. Đây mình cắt dải xéo. Đây là phía sau thì cũng cắt cái thân bình thường luôn nha cả nhà. Ở đây là phía sau thì mình cũng có may thun luôn. Đó, mình có may thun luôn. Thấy không cả nhà? Rất là dễ thương. Đó, xa xa cả nhà mình xem nè. Đó. Thấy không? Rất là đẹp, trắng da lắm luôn cả nhà. Cả nhà mình mà may cái màu đen đi mặc lên. Thấy không? Da Nhi không có trắng lắm đâu. Nhưng mà chắc lại là do Nhi phối cái màu đen á, cái áo đầm màu đen á, cho nên thấy cái da Nhi nó trắng như vậy cả nhà ơi. Đó, chứ da Nhi không có trắng, da Nhi nó đen đen chứ không có trắng.
Đó, đẹp quá thấy không? Đó. Như để xa xa cái nhà mình xem nè, từ ở trên vai xuống eo, eo xuống vai, nhìn cái áo đầm nó che khuyết điểm mình hết trơn luôn cả nhà, che khuyết điểm mình hết trơn luôn á, đẹp quá à. Như xa xa cái nhà mình xem nha, đó. Mặc cái chiếc áo đầm này cả nhà tha hồ sải bước cả nhà ơi, nó năng động lắm luôn đó, năng động dữ lắm luôn đó, rất là đẹp đó, thấy không? Đó, rất là đẹp, đẹp quá à cả nhà ơi, cả nhà nên lựa chọn cái mẫu này mình may cho mình đó, để phía sau đây đó, phía sau cả nhà nên lựa chọn cái kiểu này. Đây là đơn giản, nhìn cái kiểu rất rất là đơn giản nhưng mà mặc vô rất là năng động, rất là đẹp đó. Vậy thôi Nhi xin kết thúc ở đây, cả nhà nhớ xem và cho Nhi xin một đăng ký, một like, một chia sẻ để cho Nhi có một cái động lực để Nhi làm thêm nhiều cái clip hay để cho cả nhà mình tham khảo những cái mẫu đầm đẹp để cả nhà có thêm một cái sản phẩm đẹp cho mình nha. Nhi xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye.